Em xin kính chào quý vị cô chú anh chị đang đến với kênh YouTube Tôi Nhật TV, hàng Nhật chính hãng. Em là Cảnh. Em là chủ sở hữu của kênh YouTube này cùng với cả trang Facebook hàng Nhật giản giá.com, trang web hàng Nhật giản giá.com. Hôm nay em quay một cái xe đạp của Trek. Cái xe này còn vô cùng đẹp, nó là phung carbon anh chị nhá. Giá tại Nhật của nó đây ạ, 141.900 yên. Xe cực kỳ đẹp luôn, cấu hình của nó là 105 anh chị nhá. Có cả đèn pin này, rồi là đồng hồ đo tốc độ đi cùng. Giá em báo là 32 triệu đi máy bay anh chị ạ. Em sẽ quay kỹ một chút cho anh chị xem. Đây, khung vành lốp còn rất là mới anh chị ạ. Và em sẽ quay cả kích thước luôn cho anh chị nhá. Khung carbon này. Đó. Có cả hai cái giá để đựng các cái bình nước của chúng ta. Kích thước đây ạ. Dòng đứng là 51 và dòng ngang của nó là 52,1 anh chị nhá. Thì anh chị xem nó có phù hợp với lại cái chiều cao của mình không. Cái yên này cũng là carbon này. Đó. Carbon rất là nhiều đúng không ạ? Cái này là Madone 4.5. Wins Consin USA. Đây, phía sau đây ạ, cũng là 105 anh chị nhá. Rất là đẹp, giá 32 triệu đi máy bay về Việt Nam. Lát em sẽ quay cả đồng hồ đeo tay còn rất đẹp anh chị ạ. Đấy, đẹp, đẹp vô cùng luôn. Cái này thì là sản xuất ở Đài Loan. Và có một số cái bộ phận thì sản xuất ở Mỹ. Thế đây họ ghi đấy ạ. Đấy, Wincon USA. Tiếp theo đây là một cái máy khâu. Máy khâu Brazzer. Hôm nọ em có bán một cái máy khâu Singer. Cũng đẹp y như thế này luôn. Cũng còn nguyên cả cái bàn đạp. Rồi còn nguyên cả cái bàn như thế này. Và đây tiếp theo lại là một cái máy Brazzer của Nhật. Cái này em có giá là 14.500.000 đồng anh chị nhá. Đây có cả những cái cuộn chỉ này. Đấy. Cái này thì họ không check hoạt động đâu anh chị ạ. Chúng ta mua mang tính chất là chúng ta trưng bày. Còn đâu hoạt động hay không thì chúng ta phải tự kiểm định anh chị nhé. Nhưng mà phải xác định tâm lý là chúng ta để trưng bày anh chị nhé. Đây, Brazzer. Cái này nó khá là nặng, vì nó gồm đầy đủ cả bàn rồi cả thân máy. Đấy, cho nên là cái giá là 14 triệu hơn anh chị nhé. Đó, có một con gà bằng đồng ở trên cái bàn này luôn. Lát em sẽ mua cái con gà này luôn. Anh chị nào tuổi gà thì có thể mua cái con gà này. Rất là hợp lý, nhìn rất là thích. Tiếp đây là một cái đồng hồ Citizen. Rất là đắt tiền này. Uầy, cái này thì nó đẹp vô cùng kể luôn anh chị ạ. Đẹp dã man luôn đấy. Cái mặt thì rất là đơn giản thôi. Giá tại Nhật thì nó rất cao, hơn 30 triệu. Hamilton này, hai cái Hamilton. Cái này em bán là 7 triệu này. Đó, còn cả hộp luôn anh chị nhá. Đấy, đẹp thế nhỏ. Một cái 7 triệu, một cái là hơn 13 triệu. Michael Kors, cái này như kiểu đính đá luôn ấy. Toàn thấy đá kim cương thôi anh chị ơi. Cái video này thì sẽ khá là ngắn thôi, không dài. Em quay lướt qua một chút vì là đi qua cái cửa hàng này thì họ sắp đóng cửa mất rồi. Đây, cái Hamilton em lấy ra em quay lại cho anh chị xem. Đấy, đẹp dã man luôn. Cái này còn nguyên cả hộp với cả sổ sách anh chị nhá. Tất nhiên là kính sapphire không xước. Rất đẹp. Cái này đẹp gần như là mới 100%. Giá tại Nhật là khoảng 65.900 yên. Tính đại khái thì khoảng 12-13 triệu đúng không ạ? Và em bán ở Việt Nam có giá là hơn 13 triệu. Đây, cũng là một cái máy cơ của Thụy Sĩ. Cái này quá đẹp luôn đúng không ạ? Máy cơ tự động của Thụy Sĩ. Một cái máy Canot. Máy Canot, cái này là máy pin nội địa Nhật Bản. Cái này nó hơi cấn cấn ở cái cạnh này. Giá 1 triệu 6 anh chị nhá. Còn rất là đẹp, hoạt động hoàn toàn bình thường. Cái hãng này là một hãng của Nhật Bản anh chị nhá. Có thể anh chị ở Việt Nam không biết, nhưng mà đây là một cái thương hiệu của Nhật, Canot. Cũng nhiều anh chị thích cái loại như thế này vì nó mỏng và nó cũng khá là thời trang, đặc biệt là cái mặt nó không xước. Tiếp đây là cái hai cái đồng hồ em có sẵn. Đồng hồ này là Citizen. Cái này giá mới của nó thì khoảng 10 triệu tại Nhật anh chị nhá. Và giá em bán là 3 triệu 8. Kích thước là 40.
và là máy pin 6 kim. Cái này ở Việt Nam ấy thì đang bán với cái tình trạng kiểu kiểu như thế này, hoặc là thậm chí là không có hộp. Cái này em là còn hộp nhá. Và thậm chí là không có hộp thì anh chị ở Việt Nam thường là bán với giá khoảng 4 triệu 2 đến 4 triệu rưỡi. Nhưng mà em dán giá là 3 triệu 8 anh chị nhá. Anh chị nào mà thấy hợp lý với mình thì có thể chốt cái này được. Em thấy nó rất là ok đấy, rất là đẹp. Giá rẻ đi rồi, rẻ đi ra hơn tầm 70% rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể sở hữu cái này để chúng ta đeo rất là đẹp, đúng không ạ? Size 40 thì nó phù hợp với rất nhiều cái kích cỡ tay của anh chị, cái cổ tay của người Việt Nam chúng ta. Tiếp đây là một cái máy của Đức, cũng là máy pin anh chị nhá. Mặt số đơn giản, mặt số học trò, size 39, 39,5 anh chị ạ. Iron, cái này của Đức. Cái này thì còn nguyên siêu, em bán giá là 4 triệu. Nguyên siêu, nguyên hộp và sổ thẻ. Sổ anh chị ạ, đây, siêu đây. Nó tất nhiên là rất đẹp rồi, còn nguyên siêu mà. Đồng hồ của Đức thì nó cũng rất nổi tiếng ở Nhật anh chị ạ. Hàng của Đức cái gì nó cũng nồi đồng cối đá và rất là bền. Rất là bền và chất lượng. Đấy. Cái này cũng xài qua gọi là không đáng kể. Gần như là chỉ xài lướt một xíu thôi. Và còn nguyên siêu ở phía sau. Cái cặp này em thấy cũng đẹp, em quay lướt cho anh chị xem. Giá là khoảng 65.000 yên tại Nhật anh chị nhá. Tiếp đây là hai cái kèn, một cái kèn của Pháp và một cái kèn của Nhật. Cái kèn phía trên này là Yamaha của Pháp này, à của Nhật này. Em thấy giá nó rất là đắt, nhưng mà thú thực là cái ngoại hình của nó rất là đẹp anh chị ạ. Vô cùng đẹp luôn đấy. Đây, 210.890 yên. Đó, 211.890 yên anh chị ạ. Đấy, giá tại Nhật nó cao như vậy rồi. Nhưng mà chắc là nó là cái kèn chất lượng ấy. Còn cái này ở Pháp nó còn đắt hơn nữa, nó tầm 80 triệu tại Nhật anh chị ạ. Đây anh chị nhìn thấy không ạ? Cái video này thì em làm ngắn như thế này thôi. Ngày mai em sẽ đăng một video khá là dài về để các cái dòng loa anh chị nhé. Dòng loa kiểm âm, rồi dòng loa chất lượng cao của Nhật, của Anh, Tannoy vân vân. Ngày mai em hẹn anh chị vào ngày mai anh chị nhé.